thị trong cả nước thời gian tới. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan về công tác phối hợp trong hoạt động tham mưu, định hướng, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị. Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đồng chủ trì buổi làm việc. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng. Nội dung trọng tâm của buổi làm việc hôm nay là góp ý dự thảo quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan liên quan trong hoạt động định hướng, quản lý, tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị và dự thảo kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2020. Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một con bom bốc thuộc phân khúc cũng gọi là hạng nặng của Aiva. Nó có tên mã là MD70. Cách đây khoảng một thời gian thì em đã từng cho lên sóng một chiếc y chang, và đây là chiếc thứ hai. Ở cái video trước thì em đã từng banh nó ra đến từng chi tiết để các bác hiểu rõ hơn về cái dòng bom bốc này của Aiva. Con này em bán nó với giá là 1 triệu đồng chẵn kèm theo một cái remote. Chúng ta ngay từ đầu đoạn đầu video chúng ta đã được nghe một đoạn radio FM 108. Và cái thế mạnh của cái dòng đài Aiva này đó là nó bắt sóng FM rất chỉ là nét. Và em cũng bán cái con này với tư cách của một cái radio FM 108. Cho dù ngay giờ phút này đây em sẽ test tất cả những cái tính năng ở trên con đài này nếu như nó vẫn còn đang chạy. Đây là một con hạng nặng. Thực sự là nó nhức đầm tay đây ạ. Với hai cái củ toàn giải kích cỡ 10 cm, mang giấy gần lụa thì phải. Về cấu hình thì nó bao gồm đĩa CD, đĩa MD, băng tape cassette và radio FM 108. Một cái điểm củ chuối của dòng này đó là nó không có đường line in out x, tức là chúng ta sẽ rất khó khăn trong cái vấn đề kết nối với một cái điện thoại hoặc với cây máy tính. Nhưng bù lại thì chúng ta vẫn có một cái con đài phải nói là rất xứng đáng để chơi sưu tầm. Bởi vì cái model Aiva MD70 này nó không có nhiều đâu ạ. Từ cái lúc đi buôn đến giờ thì em mới lấy được chiếc này là chiếc thứ hai, chứ nó cũng không có đào đâu ra lắm. Bây giờ anh em chúng ta sẽ test một đoạn đĩa MD. Đây là một con bom bốc của Aiva có cái thiết kế khá là đẹp. Và đặc biệt nó là đồ Japan xịn, made in Japan. Ở trên cái remote học này, cái nút OK nằm giữa là chuyển đổi qua lại các chế độ. Em vừa mới chuyển về chế độ chạy đi MD. Play stop, next bài là dùng chung cho cả đi MD, đĩa CD và băng tape cassette. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một đoạn đi MD. Thank you.
Hơn rồi, cái ổ DMD còn khá là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang khoản đĩa CD. Nhưng bữa trước khi em review cái con MD70 đó, thì em cũng có tháo nguyên cái dàn cơ của con đó ra. Và các bác hẳn là nhìn thấy cái thế hệ cơ mắt của nó là nó dùng mắt 213, một trong những thể loại mắt cực kỳ dễ kiếm. Nó sẽ thuận lợi hơn trong cái quá trình ví dụ như chúng ta muốn sửa chữa chẳng hạn. Sử dụng nút OK để thay đổi các tính năng. Em đã chuyển về đĩa CD đấy ạ. Đang chờ loát. Ơn giời, nó loát được rồi. Và chúng ta ấn play cái coi. Sài Gòn thứ bảy ngàn hoa trên đường, lòng mình cứ tưởng mùa xuân yêu đương. Đời tôi năm tháng phong sương, dầm mưa dãi nắng biên cương. Nay tôi về kiếm người tôi thương. Sài Gòn thứ bảy còn ai mong chờ, một người lính trẻ về thăm kinh đô. Người lính chiến ấy là tôi, lần đi khi nắng đang vơi, gợi tròn nỗi thương cuộc đời. Thực sự là may mắn con hệ đĩa CD còn đọc tốt đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến mục băng tape cassette. Đây là một cái mục mà những cái bác hoài cổ rất chi là thích. Cũng phải nói thật thế này, cái bộ cơ cassette em thấy nó còn quá đẹp. Và đầu tư, dòng đầu tư này là đầu tư auto reverse nha, đầu tư bánh tì gần như mới tinh. Em có cái cảm giác như cái đầu tư này nó chưa hề bị băng quẹt qua, hay nói cách khác là đời chủ cũ người Nhật nó không xài băng cassette. Nhưng qua năm tháng thì dây cura nó vẫn mủn vẫn đứt, và em vì thương hoa tiếc ngọc cho nên là em cũng cố gắng em khui nó ra để thay vào đây một cái dây chun nha. Em dây cura không bao giờ có, nhưng mà nhà thì dây chun, dây nịt thì nó sẵn. Và em có thay một cái dây chun vào đây. Đó. Thì bây giờ là em sẽ test một cái đoạn nhạc à ơi à ới để các bác thấy được rằng là cái cửa băng cassette thì nó vẫn chạy. Em thì chẳng có cái băng cassette nào tử tế cả. Mà các bác biết rồi đấy, bọn em làm video ở trên YouTube, nếu không cẩn thận là chúng nó sẽ bọn YouTube rồi nó sẽ khóa video nếu như phát những đoạn nhạc có bản quyền. Do vậy là em vớ được cái băng này, hình như là nó dạy thể dục ở bên Nhật, tiếng nó phập phà phù. Nhưng mà thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động, em cũng vẫn cứ test để các bác thấy được rằng thì mà là cassette nó vẫn chạy ha. Em đã chuyển về băng tape, ấn play cái coi. では足を開いて両手を腰に首の運動です。前後に曲げる運動から。はい。前と後ろへ。速くならないようにゆったりと気持ちよく。
tốt nè. Ừ, tua cái coi. Tua được. Play. Cũng cần phải nói thêm thế này, đầu tư nó gần như mới tinh đấy ạ. Chẳng qua cái băng này là cái băng mà là đời chủ cũ người Nhật ấy, là nó ghi một cái đoạn chắc là hướng dẫn thể dục gì đó, tiếng nó phập phù thôi, chứ em có một cái băng nhạc nước ngoài cho vào đây hát trong như nước mưa luôn. Nhưng đảm bảo phát cái băng đấy cái là video của em nó bị khóa. Do vậy là các bác phải thông cảm. Như vậy là con Aiva MD70 của chúng ta, đĩa CD chạy, đĩa MD chạy, băng tape cassette chạy, nhưng em bảo ba thứ này nó không chạy nhé. Cho dù nó chạy, em bảo là nó hỏng rồi đó, cho nó dễ để ông Đào đó mua của em về đỡ khiếu nại nhì nhằng. Cái thứ duy nhất mà em bao ở trên cái con đài này đó là radio FM 108. Những thứ khác em chỉ test vậy thôi, không dám bao chạy. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cái cách dò sóng radio này, mà thực ra nó dễ ợt. Chúng ta ấn vào cái nút YouTube TV này. Nhân do thiếu đơn hàng, nhất là các doanh nghiệp dệt may, da giày, sản xuất đồ gỗ. Muốn dò sóng thì ấn hai nút BCH lên xuống này nha. Bây giờ em sẽ dò thử một cái sóng 99,5 này. Đang ở sóng 95, em dò sóng 99,5 này. Em muốn test kỹ một chút cho khách mua cảm thấy yên tâm. Tính em xưa này cẩn thận các bác ạ. Như vậy là bắt được. Có một em bé mồ côi ở đợi chăn trâu cho nhà giàu. Không ai chịu cùng. Sóng này thì nó hơi réo. Quanh năm em phải một mình chăm riêng đàn trâu giữa rừng hoang đồng. Hoặc là chúng ta có thể xoay cái này để dò sóng. Em sẽ xoay về cái dải sóng 91 MHz đi. Của nhà nước yếu kém để đứt gãy xăng dầu, nó cũng là một khó khăn cho giao vận tải. Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-9191 tại Hà Nội, 02839-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Kinh 91 lần sau trên kênh VOV Giao thông. Như vậy là anh em chúng ta cũng đã coi như đã test xong con Aiva MD70. Bây giờ em sẽ xoay một chút ở phía sau để bác nào đó mua cái con đài này được nhìn kỹ hơn về dung nham. Ngay ở cái loa bên phải nó đã khoe ra là công suất là 20W, tức là mỗi một củ loa này có công suất là 10W nha. Lỗ thông hơi đặt ngay phía trước. Về tạo hình ấy thì đây là một con đài có cái tạo hình đẹp. Đó, đây là nhìn từ một cái góc này thì các bác thấy là nó được thiết kế theo kiểu vát, chứ nó không phải là thiết kế kiểu thẳng. Cũng khá là hầm hố và phong cách. Em đánh giá đây là một con bom bốc có cái thiết kế đẹp của Aiva. Không thể tránh khỏi những cái vết chảy xước. Đó là đặc trưng của những cái món mà em bán ra nhé. Khi các bác đến với shop của em, đừng có mong kiếm được cái thứ gì nó không chảy. 10 thứ thì tất cả 10 thứ đều chảy, ít hay nhiều thôi. Chúng ta sẽ đọc qua cái thông số Aiva Model CSD MD70 MDCD Stereo Radio Cassette Recorder. Điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 45W, Made in Japan. Đó, rất rõ ràng.
Tất nhiên chúng ta cũng có thể nghe được cả dải sóng chung, sóng AM nếu như cắm cái anten vào đây. Dâu anten zin nha. Số series của con này có đuôi là 0022, sản xuất năm 1999, hoàn toàn không bể vỡ, chỉ có sứt sẹo thôi. Bác nào mua con đài này tự trang bị dây nguồn số 8, do shop em độ này hẻo, không có dây nguồn kèm theo. Đài em bao zin tuyệt đối, zin chất bãi, nguyên đai cam, chưa sử dụng tại Việt Nam. Cho dù có sứt sẹo thì cũng chưa có ông nào ở Việt Nam được vinh dự đụng tay vào con đài này ngoài em ra. Mà em thì không được tính vào đối tượng sử dụng. Em chỉ là một cái thứ cầu nối giúp mang những cái thiết bị như thế này đến tay các bác thôi. Ở ngay cửa đĩa phía trước nó có một cái vết chảy sơn. Đó, bác nào mua cái con đài này khéo tay ấy thì về lấy ít sơn nhũ chấm một cái đầu tăm bông ấy, xong là ngồi tỉ mỉ mà quẹt vào đây he, thì nó sẽ che phủ được cái chỗ chày này đi. Tóm lại là dùng đồ bãi là vậy các bác ạ, nó không thể nào nó long lanh như kiểu đồ bóc hộp được. Chúng ta chơi đồ bãi thì chúng ta phải có một cái nhìn nó bao dung độ lượng, chứ mà soi kỹ quá thì không chơi được đâu. Đấy, em cứ nói thẳng như vậy. Phần trình bày của em đã xong, và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu con này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.